anh chị đã trở lại với kênh bán hàng online của Kia Tân Sơn Nhất. Tôi là Thùy Liên, là chuyên viên tư vấn. Có rất là nhiều thắc mắc của quý anh chị khách hàng về vấn đề bảo trì bảo dưỡng của xe. Bảo dưỡng là bảo dưỡng những cái gì? Chi phí bảo dưỡng là bao nhiêu? Làm sao để biết được cái chi phí bảo dưỡng trước khi đến bảo dưỡng để chuẩn bị? Và Kia Soluto thì tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu? Vâng, đó là đa số thắc mắc của quý anh chị khách hàng khi có ý định mua xe. Nào, mình cùng tìm hiểu nhé. Như thắc mắc của quý anh chị khách hàng về chiếc Kia Soluto 1.4 lít thì mức tiêu hao nhiên liệu là bao nhiêu? Với một chiếc xe như thế này thì di chuyển trên đường đô thị là 7,5 lít, đường trường là 5,5 lít và đường hỗn hợp là 6 lít. Đây là một mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ hợp lý đối với quý anh chị khách hàng khi muốn mua xe về đi gia đình cũng như là kinh doanh dịch vụ. Vậy còn về chi phí bảo dưỡng thì là bao nhiêu? Mời mọi người di chuyển vào khu vực phía sau xưởng của Kia Tân Sơn Nhất nhé. Với chi phí bảo dưỡng chỉ khoảng 600 ngàn ở các cấp 1 ngàn, 5 ngàn, 15 ngàn thì nếu như mà trung bình anh chị một năm di chuyển khoảng tầm 15.000 km, mức chi phí bảo dưỡng của mình chỉ khoảng tầm 2 triệu 900 ngàn. Tính trung bình ra khoảng 1 tháng thì quý anh chị chỉ cần bỏ ra khoảng 240 ngàn. Đó là một chi phí cực kỳ thấp cho một để bảo dưỡng một chiếc xe ô tô. Thì chắc là mọi người cũng không hình dung ra được là mình cần bảo dưỡng thay thế những vật tư gì. Đó là về nhớt, về ốc nhớt, lọc nhớt động cơ, về nước rửa kính. Làm sao để hạch toán được những cái chi phí bảo dưỡng một chiếc xe trong quá trình mình sử dụng xe, cũng như là biết trước được cái chi phí bảo dưỡng để mỗi lần mình đi bảo dưỡng xe, thì đó là nhờ vào phần mềm Kia Link, một tính năng hoàn toàn mới chỉ được tích hợp trên Kia Soluto. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Sự nâng cấp vượt bậc từ công nghệ của tương lai với Kia Link được trang bị lần đầu tiên trong phần khúc trên Kia Soluto. Quản lý chi phí bảo dưỡng, truy cập lịch sử hành trình, hỗ trợ khẩn cấp tự động, hỗ trợ khẩn cấp xe bên đường, đặt lịch hẹn dịch vụ, hệ thống tìm kiếm và phát hiện lỗi, kết nối toàn diện mọi lúc, an tâm trên mọi nẻo đường. Kia Link, tính năng kết nối thông minh. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi kênh bán hàng online của Kia Tân Sơn Nhất. Hãy like và subscribe kênh nhé. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại hotline. Xin chào và hẹn gặp lại.